Nữ du khách trung niên mạo hiểm leo xuống tận dưới bàn tay ở Cầu Vàng Đà Nẵng để sống ảo gây phẫn nộ. Mới đây, tại cây cầu vàng nổi tiếng của Đà Nẵng xuất hiện một video. Trong khi mọi người đi lại bình thường trên cầu, thì một người phụ nữ lại tụt hẳn xuống bên dưới lòng bàn tay bê tông để chụp ảnh theo ý thích. Hành động khác lạ của cô ấy đã thu hút sự chú ý của đông đảo du khách khác. Và một người chứng kiến cảnh tượng này đã quay video, rồi đăng lên TikTok khiến dân mạng đổ xô vào xem. Đoạn clip ngắn chỉ vài giây, nhưng đã ghi lại toàn bộ quãng đường người phụ nữ này chạy từ trên cầu xuống dưới khu vực mỏm đá trong lòng bàn tay khổng lồ. Không biết cô ấy đã chạm tới vị trí này bằng cách nào, nhưng bình luận bên dưới clip cho rằng nữ du khách này phát hiện ra lối đi riêng dành cho nhân viên sửa chữa bảo trì cây cầu nên tự ý leo xuống, hoặc là theo cách riêng chẳng ai hiểu. Tuy nhiên, dù bằng cách nào thì đây cũng là một hành động hết sức nguy hiểm, đáng bị lên án. Chính vì thế nên đông đảo cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích, nhận xét rằng nữ du khách quá liều lĩnh. Nhìn cô ấy đã ở tuổi trung niên mà tinh thần sống ảo thì hội chị em cũng phải chắp tay bái phục. Không chỉ ở riêng cầu vàng mà nhiều điểm tham quan du lịch khác có địa hình đặc biệt trên núi cao, vượt sâu hoặc là vị trí treo leo trên cao đều quy định chặt chẽ về hành vi của du khách để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Dù biết rõ những quy định ấy, sau một số trường hợp du khách vẫn bất chấp nguy hiểm để có chỗ chụp ảnh check-in độc đáo, gây sốc chỉ để đánh đổi vài ba tấm hình sống ảo mà không hề ý thức được rằng một phút sơ sẩy sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống.